sẽ đổi M4 có vẻ bài vở ổn hơn khá là nhiều. Vâng, xin cảm ơn 17.000 khán giả đang dõi qua fanpage của Thủ Chim Xe. Hiện tại đã là 11 giờ đêm rồi. Có thể gọi là đêm rồi. Và vẫn có rất nhiều người đang theo dõi game thủ chim sẻ và theo dõi tôi. À, cũng như theo dõi game thủ normal. Trong này tôi biết rằng sẽ chỉ có khoảng tầm 1.000 người theo dõi normal, 2.000 người theo dõi chim sẻ, còn lại các bạn theo dõi tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Yêu Nam ổn. Vâng, như vậy là ngồi cạnh chim sẻ bây giờ đang là đội trưởng của team Hà Nam, anh Hoàng Mai Nhi. Anh đang gạ sẻ đánh kèo AC và Baby. Và nghe nó thối thế à rồi. AC Sam. Anh Hoàng Mai Nhi thì đánh khỏe hơn cả Văn Lớp. Mà cái kèo đấy thì sẽ đánh Văn Lớp đã không có tí cửa gì rồi. Anh đánh với sẻ kèo AC Hit là cân anh ạ. Vâng, thế nhà thì là đẹp. Nằm ở trong đỉnh góc. Vâng, nằm trong đỉnh góc 3 giờ. Và cái nhà của sẻ là rất kín nhá. Nhà này thì rất khó để có thể móc. Nhưng mà khi mà đội bạn đã ốp A rồi thì rất khó để chạy dân. Nhà này một khi đã bị ốp là khả năng là chết. Chết một cách chết sâu đấy. Tôi không thấy có đường chạy ở cái nhà này. Đồ ăn của sẻ đang là hai đàn hiêu. Đàn hiêu kia liệu rằng có lùa về rừng không? Cũng khá là gần. À, No 1 đang rất tự tin. Anh bảo là sẻ cân một nhà là thắng rồi. Bài 3 đàn hiêu dành cho chim sẻ. No 1 liệu rằng có đẹp không? Một bài No 1 đang rất đẹp. Mỗi tội cái đàn hiêu kia nó không cạnh rừng ấy nhỉ. Đàn hiêu kia cạnh rừng thì còn mắc bình nữa. Và rất mong anh em thông cảm mà ngày hôm nay có tới 3 đơn vị đang quay phát tại quán Vec. Đang có 3 đơn vị quay fanpage. Fanpage của Quýt, fanpage của Hồng Anh và fanpage của Game Thủ Chim Sẻ. Nên cái mạng nó đang thực sự là lag. Có lẽ là hết tôi upload trận 2 tôi sẽ bỏ. Nhưng đây là No 1. Cân được 2 không? Cân đôi. Không cân được đôi. Và tôi nghĩ là phi chuẩn, khả năng vẫn cân được đấy. Mỗi tội là con nông dân nó phi mít 1-2 phát. Tám phút 19 với bài 27 dân trừ 1. Ăn như thế này thì liệu rằng lên đời được, nhưng mà lực liệu rằng có không? Thêm một đàn hiêu. Dân ăn quả có vẻ là hơi ít. Ủa, bài này không phải bài mắc bình nha, bài này yếu lắm đấy. Vâng, để tôi bảo anh bảo anh đánh Nam Ma bài này. Tôi chống mắt ra xem để anh xem anh cơ cấu Nam Ma cái kiểu gì. Nam Ma hay. BB của anh chưa xây. BB chưa xây. Như vậy thông tin báo về đến từ sẻ thì nhà của một game thủ đội bạn rất gần nhà của sẻ. Văn một muốn xây A xong mông. Nhà của game thủ nào chúng ta cùng xem. Như vậy là màu 2 Hồng Anh. Và Hồng Anh nó đã gầy rồi, nó mua lại còn chơi kiểu La Hán đẩy xe bò thì sao Hồng Anh đỡ được.
thêm một chiếc kẻ bé nữa dành cho sẻ. Bài sẻ tự dưng lại đẹp này. Đây là bài dò rộng. Lúc đầu bài dò hẹp hẹp nhìn nó khá liều tiều, mà khi dò rộng thì đây là một bài mắc binh. Đấy, chúng ta cùng xem nó một sử dụng cái skin của mình. Đầu tiên anh hứa với tôi là anh sẽ đánh 5 ma bài này. Bây giờ anh có 30-40 thực mà anh đòi đánh 5 ma. 5 ma được không? Gỗ yếu. Vâng, thông tin báo về là quýt đánh 28 dân. Bài Hồng Anh 25 dân nữa. Hồng Anh 25 dân, nhưng mà thông tin báo về đến từ sẻ rằng Hồng Anh 25 dân nhưng mà lại lên muộn. Hay. Thế anh có được cho không hả? 50 thì làm gì? Anh không chim lợn nữa bây giờ. Hả? Như vậy nó một xây 5 ma và tôi xem anh sẽ sóc được mấy tơn. Lực thịt thì của anh ấy rất ổn rồi. Ăn cả hiêu và ăn cả quả thì thịt thì là thoải mái. Vâng, anh không để một con dân nào cả. Vâng, ủa, Hồng Anh đóng ép chay để ăn hiêu này. Bài xấu nhá. Tham lai. Như vậy là bốn nhà lên đời khít khìn khịt nhau. Chim sẻ là người lên đời sớm nhất, sớm hơn ba game thủ còn lại một vài giây. Đây là nhà của Hồng Anh. Nó một lại bắt đầu chơi trò mưu hèn và kế bẩn, cầm dân vào để quấy rối. Hồng Anh quay trở lại và táng luôn. Và anh CE ở trong ruộng đối phương cảm giác nó rất khó chịu. Nhưng Hồng Anh đã có cung rờ. Nó một CA ở vị trí nó khá là thốn dành cho Hồng Anh. Nhưng không biết có chơi được không nha. 5 ma của Hồng Anh đánh với 5 ma của nó 1. Nó 1 đã ra 2 turn nhưng turn đầu tiên của Quýt vẫn chưa tới nhà của game thủ nó 1. Nó 1 đang dí vào khi mà sẻ đang ở nhà BA của Hồng Anh. Đây là chim sẻ. Như vậy là sẻ đánh 4 à. 4A dành cho game thủ chim sẻ đang đối đầu với Hồng Anh trong turn này. Quýt đang sang cứu. Vâng, Hồng Anh điều cung R kiểu gì. Vâng, tỷ số điều R là 3-1 dành cho game thủ Hồng Anh. Nhưng với những con cung R của nó một đằng sau thì Hồng Anh chắc chắn sẽ là chết. Chuẩn hơn là chắc chắn Hồng Anh sẽ phải bay nhà. Nô tham ái vẫn đang là 39. Nhà của anh vẫn chưa có biến. Khi mà Quýt là người sang đỡ cho Hồng Anh chứ không phải là sang chăn game thủ nó một. Kể cả có đỡ thì chắc chắn là nô Hồng Anh vẫn cứ chết. Hồng Anh không thể sống được ở trong cái bài đấu này. Hình như Hồng Anh đã bỏ rồi thì phải. Hồng Anh đã đánh theo kiểu mà bỏ nhà lũ trẻ vâng lơ thơ chạy. Họ chạy xuống 6 giờ đấy nô một ơi. Nhà của nô một bắt đầu bị chặt. Đen hết móng ruộng của Hồng Anh. Tham chưa đè đâu. Tham chưa đè đâu nhá. Tham cân thôi đấy. Chim sẻ thì sao? Chim sẻ trận này chỉ đánh 4A thôi. Nhưng nhà đang rất đẹp. Nhà đang rất đẹp, sẻ đang ra dân. Trận đấu này thì Quýt là người đánh ở nhà. Và như tôi nói rất nhiều lần rồi thì khi mà Quýt đánh ở nhà thì tôi chưa bảo đánh giá quá cao. Game thủ Quýt không phải là kinh thường anh, nhưng mà thực sự bằng điều đó là sự thật. Đây là No1. No1 đang giữ tham lai, đó là 42. Dân của anh vẫn đang còn rất nhiều và anh đang gom được nhiều quân hơn game thủ Hồng Anh ở trong trận đấu này. Đội bạn dường như muốn ốp A No1 chẳng. No1 đang đi một turn ảo. Đây là một turn ảo và khả năng cao là cộng. Tôi tưởng nhà Quýt ở đây thì là mát máy. Nhà Quýt hình như là nằm ở 9 giờ. No1 đang phải đối đầu với game thủ Quýt ở đằng sau. Vâng, như vậy là Quýt đang không. Hồng Anh, Hồng Anh là người chạy về nhà của Quýt để có thể có tân hồn. Chưa thắng đâu nha. Quýt vẫn đang khỏe đấy. Chim sẻ tham 76. Vẫn chỉ là 4A.
bắt đầu tăng A, và khi sẽ tăng A thì sẽ là tăng nhiều A cùng một lúc. Thông tin báo về thì Quýt đang đóng BC và phát triển châu. Quýt đang đánh theo kiểu mà chủ động sóc sân. Một trận đấu đánh chủ động đến từ game thủ Quýt. Chủ động sóc sân rồi nhá. Sẻ soi dân xem tham dân như nào rồi, trẻ ơi. Thông tin báo về đến từ đầu 1 thì đội bạn toàn dân thôi. Quýt toàn dân rồi thì phải. Có ốp luôn không? Đây rồi, Hồng Anh Seiya tại vị trí khác, vị trí gần nhà của anh thủ Quýt. Quýt cũng đồng nha, mặt bên kia. Mặt bên kia sẽ đứng điều luôn. Với một tơn có dốc. Ông nó 1 sẽ bảo đội bạn không có quân. Ông nó 1 lại bịp thật. Quân họ đông vãi cả trưởng, ông bảo không có quân. Không thể ốp được đâu. Chưa ốp được đâu nha, đứng trên con dốc này thôi. Rỉa rỉa dần dần. Sẽ đang tận dụng cái con dốc này để điều quân với Quýt. 5A. Tăng A thứ 6. Vâng, sẻ chữ BC nhưng mà một dân tại nhà chủ vẫn đang sóc rất đều. Tham lại. Ơ, tham mình đang đè một tí. Quýt đang có số dân là 55 dân. Nhưng mà quân của Quýt hình như là hơi ít. Đứng ở đây và đốt A màu 2 cũng như là gây áp lực trong màu 6 là hợp lý. Hồng Anh cũng chưa ra được quá nhiều quân ở trong trận đấu này. Một bài Hồng Anh cực yếu, Hồng Anh chỉ đánh được 25 dân thôi và lại chết quá sớm. 6A tiếp tục được đẩy lên, cần phải tận dụng con dốc. Cung R trên dốc được cộng 2 đam đấy nhá. Và cung R Aegean nó đã bắn nhanh như thế mà còn được cộng 2 đam thì tức là nó không phải cộng 2 đam đâu, nó phải được cộng nhiều hơn đấy. Không biết bạn nào có giỏi toán học, các bạn người tính cung R Aegean được cộng 2 đam thì so với cung R bình thường nó sẽ được cộng bao nhiêu đam không? Vâng, cung R của Aegean bắn nhanh cung R bình thường 30%. Cung R bình thường trên dốc được cộng 2 đam, cung R Aegean thì cũng được cộng 2 đam. Để qua các bạn tính được sát thương của cung R Aegean nó là bao nhiêu không? Sẽ bắt đầu ốp vào bên trong. Quýt đang tỏ ra là khó thở. Vâng, nó một bỏ đằng sau, hình như tôi thấy tham manh còn 30 á, à, 30 gà. Anh còn khoảng tầm 10 con cung R và đang khiến đối phương phải khó chịu. Lao vào trong đi. Rô vào trong luôn không? Như vậy là không. Vâng, vẫn là cái con dốc này, sẽ đang nhất quyết giữ con dốc này. Một con dốc nó quá khó chịu. Nhưng mà Quýt cũng bắt đầu cũng nhiều quân đấy nhá. Cũng chưa thể ốp được đâu. Sẽ đang phải đánh từ từ. Đánh bào mòn game thủ Quýt. Vâng, bắt đầu có nhà chủ ăn vàng. Sẽ bắt đầu đập BC phát triển rồi. Nói về khả năng sóc dân. Uậy, 70 dân đến từ Quýt. Kinh khủng thế à rồi. Vâng, như vậy là tôi xin rút lại cái lời nói mà vâng, Quýt cầm chủ lực thì tôi không sợ. Bây giờ bắt đầu tôi sợ dần rồi đấy. Vâng, châu quân mà lại vẫn rất nhiều dân. Không hề đơn giản nhá. Không hề đơn giản dành cho Quýt ở trong trận đấu này. Tôi thấy ông sẻ HC liên tục tục. Nhà chủ đập nhoe nhoét mà vẫn ít dân hơn Quýt. Sẻ đang tập trung ăn nhiều vàng hơn và đi một vị trí khác, chứ không công vào cái mặt cũ nữa. Sẻ đang đi một con đường vòng để xem nhà Quýt rằng có đẹp không. Đừng nói với tôi chỗ này là kín. Chỗ này mà không kín nữa thì xong này. Một con đường máu. Úi dồi ôi, thôi xong rồi Quýt ơi. À không, tôi tưởng là kín. À tôi tưởng là không kín, nhưng thực ra nó lại là kín. Nó rất kín thì là chuẩn hơn. Bắn nổ được một cái nhà chủ của đối phương. Quýt đào vàng chưa sẻ ơi. Như vậy là Quýt đào vàng rồi. 76 dân. Số lượng dân tăng không ngừng dành cho game thủ Quýt. Nhưng tơn này sẽ là tơn 3 kích dành cho chim sẻ. Tơn ốp để lên 4. Còn đội bạn sẽ là tơn đỡ để lên 4. Quýt không biết đang có đi quân không. Người ốp thì chúng ta vẫn luôn nói là bao giờ cũng là người có lợi. Người chủ động hơn bao giờ cũng là người có lợi. Sẽ không đẩy quân ở nhà mình lên. Số lượng quân ở nhà của sẻ đang là rất nhiều.
xe đã đủ vàng. Xong BK là kích 4. Một tên đánh chắc cốp đến từ chim sẻ. Không ốp được thì mình cũng là người lên 4. Có nâng bản đồ luôn không? Nâng cả bản đồ luôn. Quýt đang đi quần nhưng đây là tên đi quần lỗi của Quýt. Nhưng tên này là một tên đông. Đối phương đã đến nhà BA của đội 1. Và giải hết điên cuồng đến từ Quýt. Ngày hôm nay Quýt đang hóa trao à? Ngày hôm nay Quýt phải rất ghê. Vậy e rất ghê. Sẽ còn 2 kích nữa ở nhà BA. Vâng, nếu mà thế trận đưa về đời 4 đánh cùng RAC Iran thì nó sẽ đưa về thế trận solo cả. Bởi vì AC Iran thì bị khắc bởi cả và cả hai bên đều có cả. Thông tin báo về chưa kích 4 đến từ Quýt. Quýt 81 dần. Còn Sẻ là 7x dần nhưng Sẻ kích 4 rồi. Còn Quýt thì chưa. Bởi vì Quýt đào chưa đủ vàng mà Hồng Anh thì cũng không có vàng để bơm cho Quýt ra ngoài và bo rộng hơn. Sẻ đang đứng thế và chờ Quýt vâng xông vào để chiếm lấy. Chiếm lấy chim Sẻ. Rất đông quân nha. 84 dân mà chỉ có sóc quân không thôi. Thì bây giờ Quýt ít nhất là có khoảng 3 kích. N1 chạy dần. N1 chạy dần. Chúng ta cùng xem Quýt sẽ có 3 lưu quân. Ở đằng sau vẫn còn rất nhiều. Nhưng đây là tơ đi quân lỗi của Quýt. Lên 4 xong dành cho chim Sẻ. Nâng cấp chặt gỗ bà. Nâng cấp bắn chặn. Và sẽ là tơn sóc hot. 8 nhà bia. Thông tin báo về thì Quýt đang cho 20 dân đào vàng. Quýt sẽ là người kích 4 đuổi game thủ chìm sẻ. Tôi thấy Quýt kéo hết quân về rồi. Quýt đang kéo hết quân về nhưng Sẻ cũng là người kéo vâng dồn quân lên. Công nghệ của Sẻ sẽ là nhiều hơn công nghệ của Quýt ở thềm ốc quân sắp tới đây. Có công nghệ chặn gỗ bà, công nghệ bắn chặn và thế là đủ. Và quan trọng là có cả hot nữa. Vâng, vàng bản đồ này thì là siêu siêu nhiều. Chặt gỗ bà chưa được lên sọc. Nhưng Sẻ chuẩn bị ốp 80% rồi. Bắn chặn đã có. Và hot đang được đẩy lên. Vâng, lạc đà sinh ra và những con hot vâng đã tới. Câu nói quen thuộc của anh German trong giải đấu A liên tỉnh năm ngoái. Câu nói rất vần và hay. Sẻ bắt đầu lao vào nhà của đối phương. Có để lây chờ không? Để ý lỗi quân Sẻ ơi. Sẻ lao thẳng vào nhà của Quýt luôn. Quân của Quýt đang ở đâu rồi? Như vậy là Quýt có một tên móc vào nhà của chim Sẻ. Một tên như vậy là cũng không nhiều. 3-4 con rồi. Ngồi nhà bè Quýt chưa lên 4 sọc. Và đây phải chăng là dấu chấm hết dành cho Quýt ở trong trận đấu này. Sai lầm của Quýt trận đấu này là đào vàng quá muộn so với game thủ chim Sẻ. Mặc dù một bài Quýt sóc dần là ổn. Sóc quân cũng là cực trâu. Bật hay là nghỉ sớm. Vâng, cũng có thể gọi là một chút gì đó tâm linh. Khi mà cam thủ chúng ta giành chiến thắng thì bên cạnh thì không có ai. Nhưng mà khi mà đội trưởng của team Hà Nam, đó chính là anh Hoàng Mai Nhi, có mặt tại đây thì chúng ta liên tục để thua. Không phải có một, phải chăng là một thế lực gì đó người ta có thể gọi là đang bám lấy chim Sẻ vào N1. Vâng, để thua 2 set đầu tiên phải chăng là chiến thuật? Phải chăng là chiến thuật câu like? Và nếu như mà thắng luôn 3-0 thì cảm giác nó sẽ không vui. Nhưng mà nếu mà mình để thua 2-0 sau đó mình bật 3-2 thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác nhá. Nó sẽ lại một làm một cái gì đó nó người gọi là đi vâng đi ngược dòng. Và nó sẽ hay hơn rất nhiều. Nó sẽ đổi sang cái màu thứ 4 của mình trong kèo đấu này. Đó là cái màu 4. Cái màu thứ 4. Ngày hôm nay lấy cái màu màu 6 rồi này. Màu 6, màu 1, màu 3 và màu 4. Rồi, trận này được rồi nhá. Lâu lắm mới thấy một cái bài mà nó hòm 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 như thế này. 2 đàn hiêu, 3 đàn hiêu. À không, 2 thôi. Cái đàn hiêu kia sẽ đang lùa 2 con, 3 con về trước. Đôi voi. Và quan trọng là cái đàn hiêu thứ hai nó nằm gần rừng và có thể lùa về rừng được. Okay.
Rồi bài chim sẻ đã ổn và chúng ta xem bài No 1. Và No 1 biết có ổn không? Hơi yếu gỗ một chút e kìa. Bài sẻ thì được rồi. Không phi được con hiêu kia thì mà con sư tử ở ngay đó. Như vậy là bài No 1 cũng đang được. Tôi thấy anh có quả phụ. Quả phụ và hiêu cạnh rừng. Trận này đánh ở nhà hay đi dâng A đây? Có ai dâng không? Như vậy là hai quả phụ dành cho No 1. Hai quả phụ. Nhưng gỗ đang hơi yếu một tí, khi mà làm hiêu như thế này nó sẽ hơi bị tắc. Hơi bị tắc gỗ một chút. E nhá. No 1 trận này sẽ đánh bao dần, chúng ta cùng chờ xem. Bàn này tôi nghĩ là phải đánh nhiều dần, ít nhất là 27 dần. Bởi vì trận này đánh ít dần thì cũng không lên sớm được. Mà lực thì lại còn là yếu. Nên là tốt nhất nên đánh nhiều dần lên, nên muộn nhưng mà lực phải khỏe. Để có thể đánh được 5A. Đây sẽ là chiếc nhà bet thứ hai. 6 giờ sẽ là một vị trí mà tí nữa nó một thiết kế chiếc nhà B. Vâng, sẽ thiết kế những chiếc ruộng ở đó. Như vậy là một quyết định dâng A trong trận đấu này. Góc 6 giờ là một góc kín. Anh cần phải gom được nhiều gỗ để có thể vẽ ruộng và có một lực nó bền hơn là lực đánh theo kiểu điên hoa. Quyết định dâng A trong trận đấu này. Thêm một mỏ quả phụ nữa dành cho nó một. Nhưng tôi đang cảm thấy anh thiếu thực nhiều hơn là thiếu gỗ. Ăn thêm một quả nữa. Nếu ăn thêm một quả thì anh sẽ thiếu gỗ nhiều đấy nhá. Không ăn quả thì thiếu thực, mà ăn quả thì thiếu gỗ. Đấy, đó chính là cái bài của No 1. Còn đây là bài của sẻ, đây là BM, bài đề BA khá sớm. Sớm nhất bản đồ luôn. Lâu lắm rồi mới thấy một cái bài mà của chim sẻ No 1 lên đời sớm nhất bản đồ. Các trận vừa rồi thì toàn dành cái chức lên sớm bản đồ cho đội bạn thôi. Một bài rừng không phải là mắc bình. Không có một cánh rừng thông nào dành cho chim sẻ trong trận đấu này. Sẻ đang ăn một 2 BS tại cánh rừng già, 1 BS cậy rừng dừa. Nhưng thế nhà có thể tạm gọi là khung. Tham lai 14% dành cho quýt. Quýt đánh 28 dần. Nhưng mà trong cái kèo này không phải là cứ đánh nhiều dần là đời muộn đâu nhá. 18 dần, 28 dần thì vẫn có thể lên đời sớm. Bài mắc bình của 28 dần đó là 10-30. Tôi xin thông báo các bạn là cái clip hiện tại thì sau mỗi kèo đấu thì tôi sẽ up clip trên kênh YouTube của Việt Nam Game TV. Nhưng mà ngày hôm nay thì đường truyền mạng tại quán Vec đang gặp vấn đề. Nên là chắc là khi mà về nhà thì tôi mới có thể up được. Clip sẽ lên sau kèo đấu khoảng tầm 2 giờ thì mong tất cả mọi người có thể thông cảm. Bạn nào muốn xem lại clip thì chắc là các bạn nên để đến ngày mai. Tí nữa thì sau kèo này mình phải về mình up clip và mình dán tất cả mọi thứ thì mới có thể về ngủ được. Vâng, thông tin báo về đội bạn chưa lên đời. Tốt, cơ hội để cho cầu thủ chúng ta có thể có chiến thắng đầu tiên trong số thứ 7. Đó, như vậy là chim sẻ đối đầu với ai đây? Ồ, vâng, như vậy là kín luôn. Thế ui, kín luôn chứ. Dễ kín luôn lắm. Không, như vậy là ôi thôi kín luôn. Mắc của mắc. Còn nhà tự dưng lại thành đẹp thế hả rồi? Vâng, gió rộng ra thì nhà này mắc bình của thế giới. Vâng, cái vị trí góc 3 giờ để vẽ ruộng thoải mái. Vâng, có tới hai cánh rừng to ở trong đấy.
Thế nhà nếu nói về phát triển có thể gọi là siêu siêu mạnh. Xe đang đi từng round đầu tiên. Thấy thông tin báo về đội bạn trận này lên đời muộn hơn khá nhiều so với game thủ chim sẻ. Ô, nó một Oma Quýt luôn này, phải không? Không phải. Như vậy là nó một đã thấy nhà của Quýt. Còn Hồng Anh thì đang bắn nó một. Như vậy là bắn E. Tại sao phải bắn E nhỉ? Sao đi mặt A ấy? Hai người sợ cái gì? Còn nó một đánh 5A này. Quýt đánh mấy A? Quýt đánh 4A khả năng chết luôn. Nếu như chỉ là 4A đến từ Quýt chắc chắn chết. Còn 5A này còn phải chờ đợi xem tơn dền dứ của Quýt là như thế nào. Quýt đang giật cung ra khỏi nhà bè của mình. Còn Sẻ thì lao thẳng vào bên trong. Sẻ lao thẳng bên trong đi. Hồng Anh bắt đầu ăn dần của nó một. Cần phải đánh nhanh nhá. Đây không phải là trận đấu mà có thể đánh được dền dứ về lâu về dài. Nô đang dí theo quần. Còn chim sẻ là người lao thẳng vào nhà. Đây là chim sẻ. Chim sẻ đang lao thẳng vào nhà và đang bắt đầu ăn dần của Quýt. Đây là thế trận sẽ đưa về theo cái kiểu mà Quýt và game thủ nô một sẽ là hai người bỏ nhà. Còn game thủ Hồng Anh và game thủ chim sẻ sẽ là hai người khỏe nguyên. Thông tin báo về như vậy là Hồng Anh có một tơn quần ảo. Rất may đây chỉ là một tơn. Sẽ nở ra một tơn và sẽ được. Nhưng không, có tơn tiếp theo. 10 con. Còn vâng, 3 tơn. 3 tơn đến từ Hồng Anh. Hồng Anh muốn tạo được cái sự khác biệt ở trong trận đấu này. Và sẽ cần phải kéo quần về thật nhanh. Bởi vì trận đấu này mà sẽ chỉ cần đỡ được nhà thôi là cửa thắng sáng rồi. Chỉ cần đỡ được nhà thôi là cửa thắng sáng rồi. 3 tơn. Vâng, nó một báo về Hồng Anh chết. Thật đâu ấy. Và nó một đang rất nhiều quần. Một trận đấu mà quá nhiều đồ ân hoang dành cho nó một. Anh tâm cần phải tập trung điều R trước game thủ Hồng Anh. Một game thủ siêu siêu trăm điều cùng R. Game thủ của AOE Thái Bình nó một đang vầy cái E ở vâng Ken B ở nhà BA của đối phương để không cho đối phương chạy cùng R. Và Hồng Anh thậm chí nó cũng không chạy luôn, anh đứng lại đấu. Vâng, quân nó một là đông gấp đôi nhưng vẫn đấu chăng? Có tách một tí vào trong để ăn dân không? Vâng, không phải là tách một tí mà anh tách tất. Anh kéo hết vào bên trong khi ăn được rất nhiều quân của Hồng Anh. Hồng Anh khả năng tơ này là chết. Không chết thì cũng trọng thương. Hồng Anh kéo quân về, có thêm cả quân của Quýt. Nó một cẩn thận bị bắt quân trong tơ này. Anh cần, vâng, anh đang làm cho, cố gắng làm cho Hồng Anh mất nhiều dân nhất có thể để giúp cho Sẻ có thể cân được bản đồ. Một trận đấu bán máu đến từ nô một. Không có đường ra. Không có đường ra, anh phải quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Chiến đấu. Bắn đi. Không, anh đang cố gắng chạy. Anh đang cố gắng khiến Hồng Anh mất tay. Vâng, những con cung đờ của nô một nằm xuống cũng là cái thời gian để nô một có thể hy sinh cho người em trai của mình, đó là game thủ chim sẻ. Và Hồng Anh đang không chạy dân, pha với E quá khủng khiếp của nô một. Vâng, được, hòa. Tên này là hòa. Tôi mất tham thì ông Hồng Anh cũng mất dân. Anh vác cả dân lên trên này. Và thích thì tí là xây A ở trong nhà. Vâng, vừa nói xong thì có tên xây A trong nhà của Hồng Anh. Hồng Anh đang quá mất tay và khó chịu với nô một. Quýt cũng quay hết quân trở về để có thể vâng đỡ cho Hồng Anh. Và nô một chết rồi. Chết hết nguyên một cái quân siêu siêu to. Nhưng không sao, những gì anh làm sẽ được ghi nhận. Để nó sẽ cần một đồ vâng quay đi quay lại. Tham 85 dành cho chim sẻ. Bây giờ thì sẻ đang cân 2. Cùng đờ đã có chặt gỗ 7-2. Còn Hồng Anh thì có lẽ là chưa. Tên này là một tên đấu. Đấu thoải mái bởi vì sẻ bây giờ đang là người nhiều dân nhất ở cái bản đồ này. Vâng, sẻ chết thì vẫn có thể nở ra, còn đội bạn thì không. Vâng, tiếp tục là một tên cân 2. Vâng, bây giờ mới thấy sẻ tập trung điều. Thế tại sao mà trong trận đấu thứ tư của xếu đầu tiên mà sẻ không tập trung điều như thế này? Vâng, thi thoảng sát muối vào vết thương một tí để cho nhớ. Tiếp tục dồn quân lên, voi xong rồi nó một ơi. Tham lai 71. Em là người có những cái nhà ổn định nhất ở trong trận đấu này. Nô một thì quản lại Hồng Anh. Vâng, nô một quản lại game thủ Quýt một tơn. Và đây là tơn mưu hèn kế bẩn đến từ nô một. Cái bài này nô một sử dụng rất nhiều để đối đầu với game thủ BB rồi đấy. Và khiến B đập vỡ mấy cái bàn phím ở quán ven lớp rồi. Một con R đam lúc 4. Không tính lắm. Nô một đã bảo dân của Hồng Anh khỏe. Bây giờ dân của AC Ram thì nó chạy nhanh. Mà đam cung R của ông có 4. 25 mà chia cho 4 nó được bao nhiêu nhỉ? 25 chia 4 nó phải bắn 7 phát một con dân nó mới chết. Vâng, bắn 6 phát nó không chết. Bắn 6 phát mất có 24 máu thôi. Nô một tiếp tục lao vào nhà Hồng Anh. Anh đang có thể gọi là hy sinh cung R của mình. Và Hồng Anh mất tay lắm. Vâng, 2 cung R bên trong nhà nó siêu mất tay luôn.
làm tí ruộng không? Như vậy là không thôi, chúng ta cùng xem xẻ cân bản đồ thôi. 8-92 dành cho Chim Sẻ. Trận đấu này thì Quýt lại đánh nhiều thế thủ. Và tôi, và khi Quýt đánh thế thủ thì tôi chưa bao đánh giá Quýt quá cả. Tôi chỉ đánh giá Quýt cao khi Quýt đánh theo kiểu công. Và như vậy đội bạn đang muốn ốp A của Chim Sẻ. Sẻ nở một tơn nữa là đỡ thoải mái. Vâng, đang hắc xế điên cuồng chàng nông dân tay to của Game TV. Hồng Anh chỉ còn quân thôi, không còn nhiều dân đâu. Còn có mấy thằng dân thôi. Quýt lại tìm đường móc máy nhưng thời hiện tại đã là quá muộn. Tỷ số sẽ là 1-0 trong trận thứ 3 dành cho cặp đôi Chim Sẻ và NO1. Quýt có dám lao vào không? Đó, rất may thôi mà rồi, nếu anh lao vào thì anh sẽ không ra được. Và lao vào mà rút không kịp thì chỉ có chết thôi. Rất nhiều thanh niên ở thì hiện tại rút không kịp và gặp một hậu quả nó quá là khôn lường. Hậu quả có thể gọi là phải gánh chịu ở cả đời. Tham lai vâng, sẻ như một cái loa và to bằng 3 người cộng lại. Dân nhà chính chơi khoảng tầm 30 con và bắt đầu đào vàng, nâng đào vàng. Nhưng gọi thấy rằng Hồng Anh chết nhiều dân như vậy nhưng mà cái số lượng quân của Hồng Anh nó vẫn là cực đông. Nó chết nhiều dân thế mà quân vẫn ngập tràn ở nhà bia, sợ thật. Nhưng trận này thì sẻ sẽ ngồi gãi và cho Hồng Anh đi ốp. Đấy, ông lên đây mà ông ốp tôi. Bò lại nha, bò thật kín, bò thật kỹ và thậm chí phải là hai lớp. Ruộng của sẻ đã quá nhiều rồi, sang kích thứ hai. NO1 còn nhà BA trong nhà đối phương nhà Hồng Anh không? Như vậy là bị bắn nổ mất nhà BA rồi. Hồng Anh có cách xử lý khác với game thủ BB. Trước là B cũng biết nhà mình bị xây trong nhà của mình bị NO1 xây nhà BA nhưng mà B không bắn. Còn bây giờ thằng Hồng Anh bắn nổ nhà BA của NO1, NO1 sẽ không thể quấy rối được nữa. Sẻ bây giờ thì toàn dân thôi. Hồng Anh ốp. Ủa, các bạn nhìn thấy dân của Sẻ phải đông, chắc là bây giờ ít nhất tôi nghĩ là phải gấp đôi dân của Hồng Anh rồi. Nhưng mà quân thì cũng chỉ ngang phớ. Vậy thì Quýt tới rồi. Đội bạn muốn ốp Chim Sẻ. Người đang có tham lai có thể gọi là toàn dân. Ủa ơi, tơ này căng nha. Tôi thấy tơ này có vẻ là hơi căng. Hai ốp một. Nhưng Hồng Anh bắt đầu hết quân rồi. Sẻ kéo kích này về thì thôi. BK dành cho Chim Sẻ. Bắt hết kích này và đội bạn sẽ chuẩn bị Quýt. Đội bạn vẫn đang rất cố gắng để điều nhưng mà với số lượng quân mà nó gấp đôi bằng gấp mấy lần như thế này thì sẽ chẳng chả cần phải điều. Có móc nữa không? Đội bạn vẫn chưa Quýt này. Rất chơi cối và cố gắng. Rồi, cuối cùng đội bạn cũng Quýt rồi. 1-0 cho C3 dành cho Chim Sẻ và NO1. Một trận NO1 đã thi đấu có thể gọi là rất công hiến. Một anh quyết tử cho tổ quốc quyết sinh. Ôi, bài Hồng Anh đẹp đấy chứ. Bài mắc binh dành cho Hồng Anh đấy chứ. 3 rừng thông. Bài có cả quả phụ nhưng không thèm ăn. Hồng Anh ép bờ cũng chuẩn đấy. Cũng 12x đấy. Có phải lên muộn đâu. Ở trận này thì mấu chốt ở Quýt thôi. Quýt lên muộn nhưng chỉ đánh với 4A. Và bị hai nhà ốp chết luôn. Ốp quá sớm. But they